hai ngày, ngủ ở Houston hai ngày, mấy thầy trò tạm biệt, mấy đứa đệ tử rất là dễ thương, hiền hòa, Houston. Qua đây chỗ lo công chuyện để đặt tượng cha mẹ. Long đang làm cái nhà sân khấu, mai mốt hội chợ Tết hay Trung Thu gì đó. Nắng mưa nước lục gì mình cũng vẫn sử dụng được, phải không? Sạch sẽ rồi, cũng là một cái nơi mà bình thường ở dân Houston ấy, vô thiên giang chơi đùa cũng được. Thì lúc đó sau này á, con nghĩ là cái idea làm một cái chỗ mà cái mình mua mấy cái con nít chơi á, đánh đu rồi đó, nên là một cái playground đó, playground vậy đó. Cha mẹ thì đốt nhang hay đọc kinh thì mấy đứa nít nó làm playground đó, nhưng mà phải xếp tỉ nè, mình mua thứ bự bự á để cho nó đẹp đó. Tức là khu đó mình chết ở công viên của Mỹ vậy đó. Việt Nam vô đó cho con chơi đó, còn đặt mấy cái lò barbecue mà loại cứng cứng luôn á, người ta cứ tự nhiên thoải mái. Mấy cái tiện nghi từ từ sinh hoạt nó náo nhiệt lên, người ta vô dùm 3 lần là bảo đảm người ta sẽ đọc kinh của mẹ liền này. Là con độ được một người cũng là độ nguyên cái dòng họ của đời đời, tức là người hôm nay theo thiên tầm sau này họ sẽ thì cái cách thức mình làm gì giống như Thiên Long Sơn xưa hụ đâu có ai đâu, bây giờ con thấy giống như mình nhìn người đó không, cũng là ta tới đó. Bây giờ con không làm thôi đó, con là những người sức mệnh rất là cao cả ở trên Ấn Định. Nhưng mà tụi con cũng mong sư phụ lui về đây thường xuyên. Về sao không về? Đây, phụ về đây. Về đây là phụ vui nhất. Vậy hả sư phụ? Yeah. Thường thôi, giờ Thiên Long Cung á, sư phụ thấy nó giống như trở lại bình thường á, không có gì suy nghĩ. Dạ. Yeah. Bên kia, không muốn trùng. Bao nhiêu việc phải không sư phụ? Không có cười nữa. Dạ. Dám kia mặt không có cười nữa. Dạ, sư phụ cười đẹp. Đây này không có gì suy nghĩ. Tại vì suy nghĩ chuyện bên kia cũng lo không có tới. Dạ. Vậy mỗi tháng sư phụ về đây nha sư phụ. Rồi mỗi tháng. Nữ về này là chuẩn bị đi qua đi Florida. Gặp ông Trump nữa, Mar-a-Lago nữa. Ở bển cũng có từng nữa. Tụi con ước gì tụi con được tháp tùng sư phụ. Về đụng tới mấy cái đó đó, còn phải kiếm cái người chuyên viên về cái đó để người ta mua đúng đồ, rồi nó outdoor nữa, con mua không đúng đồ ấy mấy con chuột nó cắn dây điện đồ này nọ đó, không phải suy nghĩ ra nhiều quá, tại cái này nó ở ngoài trời, nó không có giống như trong này cũng không, chuột bò nó lên làm ổ rồi nó cắn, phải coi kỹ loại nào đừng chui vô ống mấy ống sắt rồi. Ở ngoài trời nó khó hơn trong á, làm gì cũng phải tính một chút. Mỗi lần sư phụ bị stress á, thì Thiên Long Cung là nơi sư phụ quay về nha sư phụ. Nhưng mà đi cái là tụi bà nó buồn, nó lao nheo. Nhưng mà sư phụ đi đây tụi con cũng buồn vậy. Nó không quen rồi, nó không quen. Sư phụ về đây sư phụ cười rất là nhiều. Đúng rồi đó. À. Về bến chỉ có mình là nghe chọc sư phụ cười thôi. Cái hàm răng nó đẹp á. Nhỏ đó. Nếu nào mà ngồi thiền 5 giờ sáng với phụ thì sẽ được gặp phụ. Dạ. Chân linh cho phụ đi ghê lắm. Tức cái là tới giống như Edwin đúng không? Ngồi thiền tưởng tới bên Edwin nó ngồi cũng đến cái độ cao á, thì cái chân linh sư phụ nó pick up cái signal cũng giống như con rể cái thét về. Dạ. Bên Việt Nam vậy, nửa vòng trái đất trong nhà thiết hả? À, nó dễ lắm, tại vì phụ nó cái đó là thiện, ai mọi thiện chung với phụ thì sẽ tiếp cận phụ gần. À,
mà người nào mà không đọc kinh Thiên Tâm á, sẽ không bao giờ gặp sư phụ được, tại vì nó không có clean up cái trường ra. Để trong kinh Thiên Tâm nó có lăng nghiêm, chứ không phải là hộ không có tết mà đứa đã bỏ ra khỏi Thiên Tâm rồi, không có đọc kinh Thiên Tâm tức là tự động loại ra khỏi Thiên Tâm. Cứ lãng giảng như này cho vui đi con. Chứ mới gọi là hồi thiên sàng lọc. Cái nào còn đọc kinh mà còn lại cha mẹ, cũng lại cha mẹ nhưng mà không còn đọc kinh Thiên Tâm, tức là nó không có lăng nghiêm trong đó, không có thập chú, không có đại bi trong đó, thì tự động rời khỏi sư phụ. Không phải lăng nghiêm ai cũng đọc được đâu, đứa nào đọc được lăng nghiêm là có đại phước đời này. Ngày xưa lúc mà Phật Thích Ca nói thời mạt pháp, khi mà không còn lăng nghiêm nữa là đạo Phật sẽ tắt ở trên quả địa cầu này. Bây giờ là gần đúng, bây giờ chùa mấy thầy á, bồ bịch tùm lum, mấy ông không có đọc lăng nghiêm được. Mà mấy con á là họ thiên á, mà đọc được lăng nghiêm là mấy con có phước. Thì thuộc cũng nói lại cũng họ thiên chứ không phải là Phật tử, mà là mà họ thiên mình mà không đọc lăng nghiêm á, cũng không có gần được sư phụ. Sư phụ nói thật, nên là tuy là họ thiên cũng là đệ tử sư phụ mà bỏ lăng nghiêm không thể nào gần sư phụ được. Mấy vị không bao giờ cho gần. Giống như sư phụ nói là còn vợ chồng thì không có nên đọc lăng nghiêm mỗi ngày. Cũng nên đọc nhưng mà đừng có đọc nhiều. Dạ. Ví dụ như bữa nào mình canh, bữa nào mình gọi là thanh tịnh thân thể, thanh tịnh đầu óc á, thì con đọc. Con có thể ăn tam tịnh nhục, con có thể đọc, nhưng mà trước khi đọc thay đồ tắm một cái chà răng nó rất là mầu nhiệm. Còn bữa nào mà gần chồng gần nhau đứng đọc là bữa đó mình để ít nhiều cũng giúp dơ quá không, tức là con người của mình cái xác phàm á, nó chuột dữ lắm, nó ô uế, nó giống như heo gà trong chuồng gà á, ở trên con mình giống y vậy. Sư phụ ăn để nó nguội sao? Thì gán giữ cuốn kinh, những đứa đọc 2-3 năm nhưng mà đến lúc bỏ cuốn kinh rồi là bỏ luôn. Đi về trời nó phải là bền gan bền trí, ngựa hay ngựa chạy đường dài con hiểu không? Nếu không phải chạy con khúc sải giờ đã rồi 80 mai rồi xuống, còn có 8 mai rồi xuống cái không mai. Sao bộ ăn hả? Trên trời hả? Cũng có chẳng cũng đọc kinh và có những loại kinh khác. Ăn chung liên nước bóc miếng. Dạ, sư phụ ăn đi sư phụ. Không nổi. Này kêu ra để cho có, chẳng lẽ mình ngồi dạ. Không thì kỳ ngồi không? Không đang. Con đứa bóc miếng đi. Dạ. Nhưng mà sư phụ ăn trước đi sư phụ. Nãy sư phụ ăn hai tô cháo rồi. Thế là mình tới đây mình không mua gì, trừ lấy ghế của nó. Mười mấy người mà ăn có một phần một. Chỗ làm ăn của người ta. Sao mà ăn tự nhiên sao? Dạ, dạ. Tự nhiên này. Mỗi người ăn miếng french fry đi. Sướng quá kìa, được ăn chung với sư phụ kìa. Thấy tướng sư phụ là mặc áo lông bào, nhưng ở nhỏ tuổi đúng không? Thầy đẹp trai, dĩ nhiên. Bây giờ là 10 nút. À, bây giờ là... 1 nút. Là 1 nút. Mà thiên tử thiệt á. 10 nút. 100 nút luôn sư phụ hả? Mấy vị... sư phụ cũng thấy được sư phụ mà. Thì có những người mà... có điển có thấy được, nhưng thế gian này không ai đẹp trai bằng yeah. Phụ nói thật, mẹ cũng nói mà con nói thế gian này không có cái hình dung đó, không phải nào đẹp trai được. Đẹp trai mà vừa ôn thông minh được, nên giải đất thèm nó theo tháng theo năm rồi theo mưa theo gió rồi nó nhăn kiểu này không biết không, còn thấy thử thiệt á, nó còn nhìn lấy là quản hồn á.
Manager hả? Mỗi hai đêm nữa. Xong đóng công chuyện. Mừng nếu mà không hợp đảng, phụ rồi tỏ. Năm cái gì? Bữa đi á, không muốn báo mấy đứa. Tại vì cứ để tự nhiên vậy nè. Em mới làm báo mấy con bỏ công việc làm ăn á. Không có đâu sư phụ. Con hiểu không? Con muốn sư phụ trước khi lên máy bay sư phụ thách tụi con được không sư phụ? Nóng đồ ăn tùm lum nữa, hại cứ vậy đó. Thủ cứ lạc quẹt thôi. Không có cần gì hết. Nhưng mà vậy sư phụ có ăn khoai lang hoài tụi con cũng thấy đau lòng. Thì báo trước mấy con nấu ăn tùm lum rồi. Là mấy thù cũng gối trí, nó mất cái thời gian mấy thù tính toán là sẽ là sẹt đó xong đó. Vậy mà cũng chưa ra thì Liên Viên Long Sèn thầy trò ca nữa. Là ngày hôm qua nó nóng quá thì lại ngồi đó cũng sau khi mình nói chuyện cũng ca rồi đó. Chứ cũng qua đây đúng là phải ra Thiên Long Sèn. Hả? Sư phụ đừng câu cái xóa. Mới mốt con để mua thế bây giờ nó ngập hả? Nó mưa là ngập. Trước khi sư phụ qua nó mưa lớn lắm sư phụ. Mỗi lần nào sư phụ qua trước khi sư phụ qua là mưa. Chạy vô cái xe nó đè. Mưa như là ngày đêm luôn á. Mưa một ngày một đêm á. Bên này em nó là nhóm đầu tiên trong lúc sư còn thân hàm tại thế Thiên Long Giang thành lập ra, sau này lưu truyền có nhiều nghìn năm và sau này một chút đất cũng quý nữa, bây giờ thấy nó hên thang đúng không? Mấy con cũng là những người khai quốc công thành của Thiên Long Giang để độ chúng sanh được mạnh. Nên cái tư cách của mình, cái nói chuyện của mình đó cũng phải quan trọng. Tại vì ví dụ như con có mệt, con cũng đừng có lại hát xung quanh mình. Tại vì sau này con rất là nhiều người cũng có những người sẽ giúp cho cái chuyện con làm được. Nhưng mà nó cũng quan trọng vậy. Cho nên phải cầu lại. Để mình lên trên rồi sau này ta lên tên, đông đông lo lên gì đó. Có. Thì hụ nổi tiếng là cái này nổi tiếng là cầu lại làm công việc đóng này xây dựng nọ cũng là một cái tu, không phải một đời người làm một hai cái con không cần có mỏ đọc kinh như mấy đứa tại đấu giờ đó, mà công đức con còn nhiều hơn mấy đứa lo mỏ đọc kinh đó. Cũng là một cái hình thức mình đóng cái đinh cũng là mình thiền mà đóng cái đinh mà nó không có bị quẹo á thì cái đầu của mình nó chuẩn hơn và cũng là thiền. Hay cái gì mà mình tập trung vô mà mình nó bị loạn cái tâm á là cũng là không thiền. Cho nên mình thấy những cái người Mỹ họ đánh gòn á cũng là thuận nhẹ đó.
tâm của người lúc nào nó không có nhìn nghĩ linh động suy nghĩ á. Còn thấy những người lớn tuổi tại sao ta lo mấy cái kiển mấy cái bông mỗi ngày thấy nở ra chút là mừng mừng, cũng là một cái sự tập trung, cũng là một cách tu, nhưng mà cái tu này tu hay sang không có nhiều công đức, không phải là tu khó. Thì còn hơn là những người mà nằm trong nursing home á, những người đau khổ nhất, bệnh tật từ lúc nào cũng mở mắt ra coi coi có ai thăm mình, có ai đưa đoạn cho mình, có ai đến nói chuyện với mình, đó là cái sự thành khổ nhất. Còn đi đứng được, còn ra thân giường được, còn cầm lên mà đóng được, cái đó là con đại nhất. Người ta nhìn con á, là người nhìn ôm lông dằn nắng cực khổ, nhưng mà thật sự á, nó thấy sung sướng, sung sướng rất là thành công vậy. Mình thấy mình vui, mình thấy mình làm được những chuyện để đời lại cho anh em thấy. Còn mấy người á, người ta cứ chỉ hay là người ta bảo thủ, người ta cứ nghĩ là tôi có tiền, tôi cao sang, tôi đi ăn nhà hàng sang, rồi đi nhảy đổi sang, rồi qua bãi biển. Thì tự họ tìm một cái lối sống của cô đơn, nhưng mà cuối cùng đời của họ chết rồi cũng chẳng ai nhớ tới, chẳng ai nhắc tới luôn. Những họ liên với con sau này nhiều người sẽ biết. Thì mình làm này là cho tất cả mọi người có lợi, mình đâu có làm sai cái gì đâu, chánh nghĩa. Thì con thấy cái Thiên Long Sơn á, vừa lập ra mười mấy năm trước đó. Hôm nay Thiên Long Giang nó khởi đầu nó cũng là vậy. Sau này á, mà ở vùng này á, dân vùng này á, mình nói nó hiền hơn Cali thì hiền, mà dưỡng chữ cũng ngu hơn Cali cũng nhiều. Để ví dụ, nhờ cái dễ ví dụ, sau này dân ở đây nó trung thành với Thiên Cầm và nó vô Thiên Long Giang nhiều hơn nhân Cali. Để dân có tính tè né tình luôn. Nó có cái nhã trong đó. Còn ở đây họ không biết, nhưng mà khi họ biết rồi họ tin chết luôn. Nên ở đây cũng thành công ở Thiên Long Sơn rất là nhiều. Thiên Long Giang này sau này Cái sự suy nghĩ của dân Cali khác hơn của Houston. Thì bên đó nó nhiều chuyện TVT quá. Nó đại đó họ làm điện tử mà. Thì cái lối sống của họ chạy rụt rụt cũng y như giống như con lái xe, người lái xe ở New York, người lái xe ở đây nó khác nhau. Là cái tâm của con người nó tính theo cái đời, nó activate ra cái đời sống. Con người giống như người ở Sài Gòn lăng xăng lăng xăng, người nhà quê ta thức dậy cũng chà cái răng xịn nó không mất cảm phải chậm gắt. Hơn sống người ta lấy cái tay nó múc vô ăn nước lúc mà con gái Sài Gòn à, con hiểu không, cái xác vậy á. Thì nó làm giết con người ở thành phố như là robot. Thì dân Cali cũng giống vậy. Giờ giấc cơ bản dữ lắm. Cho nên con nhìn thấy nha, freeway ở Cali á, ví dụ con đi từ điểm này, nó có 4-5 đường nó bọc lại. Nó tốt hơn không? Đó là mình mất đi cái khoảng không gian đi xéo rồi. Con nhìn cái hệ thống nó build đường sáng. Thì con dân Cali, dân bên đó nó cũng vậy. Rồi đi xuống với LA cũng vậy. Số hộ là dân Cali. Sống Bắc Cali là mình đã quải rồi. Lúc thân thăng là đừng có hồng ai mà đánh xe được. Thường có mình thù là rất là khó. Là cái dốc như nè, đậu đèn đỏ ở đây mà không thấy bên kia có thể tù. Về Nam Cali chỗ Hollywood nó còn khủng khiếp nữa. Con người của người ta chỉ có chiến đấu thôi. Thằng nào lái xe giỏi, thằng có tới địa điểm sớm, không có ai nhường ngại. Con cái xin nhà nó cũng chả có nhường con nữa. Còn bên đây người ta chạy tình tèn vậy đó.
Nhiều lúc con còn thấy chiếc xe máy cài chạy qua đường á, chặn mình lại nó thấy tức cười không? Ở bển mà có cái chuyện đó cũng đụng vô chết. Ở bển người nào mà lái xe chậm là người đó bị đụng. Con thấy những chiếc xe mà con thấy treo lòng ton là một là bà sẵn hay là bà Việt Nam rồi đó. Mỗi bà đó là bị tích kẹt nhiều nhất. Là lái chậm à, đó lái chậm không có tập trung. Mấy bà nói là cho qua đây được. Ở bển là người ta thời giờ liền bạc, một phút là một phút. Nên thưa hồi xưa giờ hẹn với Mỹ hay gì cũng vậy, chứ bây giờ chạy thưa cho cộng trừ 5 phút. Lúc nào thưa cũng lấy sớm 5 phút để cả làm thưa biết cái tuyến đường đó, gần đường mà. Thưa đang cái địa điểm này muốn đi tới đây thì phải tính à, giờ nãy đây xe kẹt thưa đi vòng đường khác. Còn ở đây nó chỉ có một đường thôi, con kẹt là con kẹt thôi. Còn ở bên kia thấy nó kẹt nhưng mà người mà giỏi á, người ta không bao giờ bị kẹt. Như thù đi làm về hãng thù á, nó kẹt xe đúng không? Nhưng mà thù biết cách lái không bao giờ bị kẹt. Chỉ có người lạ vô mới bị kẹt. Cho nên Mỹ nó hay chỗ đó, dân local ít cứ bị kẹt xe đó. Thiệt á. Đây người ta có nhiều đường người ta bọc. Mấy cái đường shortcut chứ sao? Shortcut, GPS, nó chỉ cái đường bình thường thôi. Thì người ta chui theo GPS là ta bị kẹt. Còn kia phải thuộc đường, phải nói lại. Nó lãnh đạo đây. Ở đây cũng là do tiền. Ở đây nó giàu vậy đó. Một năm chỗ cho hồ là nó sản xuất trước là bằng 1/4 của tổng thu nhập của nước Mỹ. Cho nên nó khủng khiếp, nó làm tùm lum. Cái đường ta đang mới to này, nó cào lên, nó chán nhiều lắm. Cái kiếm chuyện nó làm hoài vậy đó. Nó dư tiền nó làm vậy. Ngồi thấy cái đường còn mới to vậy mà cứ chán nhựa mới hoài. Còn bên đây nhiều đường như họ thấy hả, chỗ te tư nó không vừa. Vậy hả? Thật sự bên đây nó nghèo hơn Cali trăm lần, chục lần luôn. Tại bên đây mình không có đóng cái thuế của federal sư phụ. Bên Cali có dạ. Ờ, dù đóng hết một năm quá giờ luôn. Dạ. Trở lại chuyện mình. Như Lâm Cung, Thiên Long Giang là của Trung Họ Thiên. Tất cả đứa nào cũng là chủ của Thiên Long Cung. Chúng nào cũng có quyền tới Thiên Long Cung để mà gần như chưa gì để mà retreat, để mà có được cái điểm thanh, rồi đồng thời cho cái tâm mình an lạc một hai ngày, có quyền về đó ngủ rồi đi về với gia đình nữa. Thì nó làm một cái bất phờ kỳ á, cũng là cái cảnh resort mà thì gán mà là phụ yên tâm thì mình sửa sạn hư là phải sửa liền nha con, tại vì con nên nhớ nhà cửa này nọ mà chút xíu mà không làm á sẽ tốn nhiều tiền nữa. Nguyên Lâm Giang này chưa có gì phải bảo quản. Dạ, phải bảo quản. Đi đêm thôi. Đây em cứ xài tiền
bán thợ tiền, tôi cũng dành thợ bán để làm những cái activity. Nếu con không có activity á, người ta sẽ in lại rồi, không có máy cầm mưu, ta không có biết từ đó. Lâu lâu á, những người để lọc những cái tạo ra những cái activity, rồi tự con design cái activity đó. Kinh hay là ngày lễ gì gì tự mấy con làm, giống như bữa rồi thấy bữa lễ khai đạo là 19 tháng 2 bên đây thành công, mấy con rất là hạnh phúc. Thì nhóm nó cũng đông á, mà mỗi một người đại diện cho một dòng họ của họ, này cũng là hội viên. Thấy như vậy không phải là đâu, đâu này nó lon chuyện nó đi khép bờ, nó sẽ lớn rộng ra. Thì một người á thì là hiểu là thích rồi, nó lon rộng hơn nhiều người. Nếu mà một cái buổi nhóm họp trên ba người cũng là một cái cuộc nhóm họp có luật Phật, một buổi nói chuyện pháp trên ba người thôi cũng là một sự thành công, tức là qua một người thứ ba là nó là một cái buổi họp mặt rồi, chứ còn đâu cần phải 30 người 300 người đâu. Rượu đâu có thấy bao giờ mới còn có 3 người đâu, đúng không? Điều thành công hết. Xưa thời Phật đi giảng đạo đi vòng giờ đi nhà ta chỉ nhóm là 3 người, Phật cũng phải bỏ đó 2 tiết để giảng đạo, đúng không? Nó có đâu có hiểu Phật lại đâu, thì thấm này thấm kia 2-3 người nhóm ngồi lại gốc cây đó là giảng đạo vậy thôi. Còn bây giờ là mình thành công thụ ngồi xuống cổng không thông báo kì rồi kì này á, clip là cũng đông á, thì nó sẽ lon truyền. Mà sư phụ đường 7 thì nhật là đóng rồi. Sư phụ làm đâu có giờ, đâu sắp xếp nữa được. Tùy duyên thôi. Nhờ cái Telegram. Cái người nào tới được thì tốt, người nào tới không được thì coi phim thời đại văn minh mà. Ngày xưa mà họ không có cái này nên giảng đạo rất là khó. Thời Chúa cũng vậy, ổng đi trầu đi bộ chắc chân nổi gân lên luôn. hiền lành phải đi chỗ này chỗ kia, như phụ chỉ còn 3 tiếng vô máy bay cái ngồi lên đó đọc lại những lời mấy gì dạy. Thường thường như phụ lên trên máy bay chỉ có một chuyện để làm, tại nó không có wifi, thì mấy gì dạy cho phụ một cuốn sách vậy nè, lúc thời điểm nào chuyện gì xảy ra, giống như ok con tức là cha đi đi đến tuổi này độ này khoảng thời gian này mở hồ lô ra, bữa nay khai giải này thì sực nhớ lại mình mới ok rồi tới đi theo mấy tháng sau đi đến đoạn đường kia, tức là một đường dài trong cuộc đời, tới lúc nào là mở hồ lô lúc đó chứ không có được mở sớm. Thì lên máy bay là thường vậy đó, đọc lại. Ồ đúng mà ta nói sẽ có chuyện vậy vậy xảy ra bên trái bên phải gì đấy, chỉ có mới lên máy bay là mình mới làm mới đọc được. Ở nhà cũng không có tâm trí mà đọc mà nghiên cứu mấy cái lời cao siêu đó nữa, nó không có làm gì được, ngọn cứng ngắc xích beo vậy. Còn về bển là giống như là ăn cá mà thả xuống nước thì nó phải lội thôi, còn đây là ăn cá giống như nằm ở trên khô á, nằm trên không gian, cho nên trên đó cũng có làm được việc nhiều việc. Không có lúc nào 24 tiếng đồng hồ mà thù được ngừng nghỉ. Sáng sớm là phải ngồi thiền là cũng làm việc, tối ngủ là cái hồn đi tùm lum cũng là làm việc, rồi thức dậy thì làm, lên máy bay cũng làm việc, nói chung là không có ngừng nghỉ, nhưng mà vẫn có nụ cười là được rồi. Sức trần mà hãy bận rộn, tại vì 100 năm nó lẹ, nó đi qua cái dù với mình hết, mình phải vận dụng cái thời gian còn sắc phàm á, chỉ còn sắc phàm mới tạo được công đức, tại còn sắc phàm cũng giống như còn cái mát mà xay cà phê vậy, còn xong rồi là thành mấy con những người phàm á.
thành hồn ma, đâu có tiền đâu đi mua. Mà ma cũng đâu bước vô đây được, thằng coi phi trường này cũng đuổi ra liền á. Khi làm ma rồi mình mất hết 99% cái tự do. Ở bên kia, cái thế giới bên kia, họ cảnh sát security ngầu lắm, chỉnh cái là bài tới. Còn cảnh sát đây người 911 nữa, 50 phút nó vô tới. Cho nên cũng mình cũng còn tự do, mình có tiền mình mua. Mình có tiền mình mua ly cà phê, mình đãi ông ma hồ đại khái đi. Bên kia mình muốn đãi ổng hả, cũng không có phương tiện để đãi ổng. Con lấy gì con mua đãi ổng, suy nghĩ đi. Cho nên khi mình đi ra chỉ có về trời thôi. Còn lãng giảng dưới này là chỉ có nhìn thèm. Hồi xưa tôi uống cái nước cam tôi bỏ dư quá không. Ở chi tiếp phải từ giờ tôi uống hết. Đó là cứ nhìn người ta ăn uống, nhìn người đời ăn uống thèm khát. Có ma đói mà. Không có tự do mà đâu có được vô đó ăn trộm rồi đã đâu. Trộm là ông thổ địa của chỗ này bắt vô tù rồi quýnh hết trơn. Đồ ăn đúng vậy. Được có một cái hơn người. Cái ông hồn nó hơn người là gì? Nó không có cái bao tử bằng thịt đấy. Chỉ là bị đói. Đói mà đói kiểu tự đói. Thấy không? Chứ không phải đói để mà mình mất cái vitamin, mất cái energy rồi mình đi gì. Thì là cái thân hàn nó bị. Nhưng mà tưởng đói nó cũng là đói. Nó cũng là một cái hành cực khổ cho cái tinh thần mình, đúng không? Bên kia là về tinh thần không à, tâm linh mà. Thì cái hồn ma nó cũng đói. Nó cũng thèm cái chất chua, nó cũng thèm cà phê thơm. Nó cũng thèm đủ á. Tưởng nó ở nhà nó cũng y như là những cái người bệnh nằm trên giường ăn không được cái steak mà lại thèm cái steak vậy đó. Nó cũng giống như cái người mà bị hút thuốc lủng ở cổ á, ta ăn đâu được, ăn gì cũng phải nhai rồi bỏ dưới miệng, cái đó cực khổ lắm. Mình cũng thèm mùi vị, thèm mùi steak, thèm mùi cà phê, thèm đủ như người đời hết, thèm chất này chất kia. Thì con ma nó cũng gần giống như vậy. Mình là con ma mà, mấy con ngày mai mà ngã xuống thành ma đúng không? Ở bên kia ma hả, nó cũng đau đớn tưởng tượng, nóng thiệt á, biết sợ á, cho nên xuống địa ngục cũng bị hình phạt là vậy. Sư phụ, khi mà mình về trời thì những cái vọng tưởng đó mình còn không sư phụ? Vẫn còn, cho nên ở dưới này mình phải diệt những cái vọng tưởng đó mình mới được về. Về trển còn tham tiền mà còn yêu đương một kiểu mà quại ồ á, không có được, vẫn yêu đương bình thường ok. Trong những cái cõi dục giới vẫn có vợ chồng yêu đương, nhưng mà không có được lạm dụng như những người thế gian lạm dụng mấy cái chuyện khác thật á. Về trời đâu có được. Tại trên trời mà con cứ tưởng tượng đàn ông đến hùng con quại á, mấy ông tiên đâu có rảnh đâu tới hùng con quại. Không phải bớt đi cái vụ đó phải không? Lâu lâu entertainment thì ok. Không, đây chỉ là tưởng á. Thì tưởng là nó ra thôi ạ. Ai đâu nói chuyện thực tế mà. Nói chuyện là thực tế hay không mấy ông thầy? Vậy là cái benefit mà... ông dạy nó cũng vậy thôi, chứ để gì nó rõ rồi. Ừ, nói chuyện vậy là dễ hiểu. Vậy cái benefit được về trời là khi mình tưởng là mình được cái đáp ứng đó, còn là ma là không có đáp ứng được nếu mà mình thèm, có không sao? Nó hai thế giới khác, ma nó không như mình thôi. Con sống như thế nào con chết y chang. Hôm nay con thích ăn mắm ruốc với ổi, con chết cũng vẫn thèm mắm ruốc với ổi. Tại vì người như thế nào thì mai như thế, chỉ khác nhau là không có thân phận. Còn như về trời thì là một cái thế giới khác. Cho nên tại sao thế gian này con có thể đi ra đây gặp một người rất là hô bỉ, giống như loài thú vậy. Đụng chút xíu họ sân si vậy. Con khách lai của họ, họ muốn giết con liền, là cái thánh thú họ. Con cũng có thể gặp một người giống như vậy, họ rất là lịch sự, họ thấy con nữa, họ có thể nhường con đi. Người đó là đang sống hội tiên, tâm hồn họ là của trời. Thì những người đó người ta không có sân si nhiều, người ta biết nhịn nhục ở thế gian này, thì lên trển người ta đâu có vọng tưởng. Còn cái thằng mà nó sân si mà con vừa bắt đầu hơi hơi nó hút nó la hét con.
thằng đó nó đâu có đủ tư cách gì chẳng. Dạ. Giờ chảnh mình dùng chữ là tư cách hay không tư cách. Dạ. Cũng giống như bây giờ con đem một cái thằng bình thường đi vô cái nhà hàng 7 sao, con kêu một món đồ ăn ra 500 đồng một món đồ ăn, đồ sen á. Nó ăn nó còn dục bên hết trơn. Thả đi mua cái burger bình thường 5 đồng nó ăn nó thấy nó ngon. Nó không có đủ cái taste đó. Mà mình muốn cái đó là mình phải craft it bằng tinh thiên tâm, cha mẹ rồi những cái gì sư phụ dạy, con hiểu không? Tức là mình đang tập để mình ở hai cái lại. Nó chuyện đó cái basically là cái nó đi theo cái process. Thấy nó đơn giản nhưng mà nó không phải đơn giản làm đâu. Bây giờ cái ngày nào mà an tâm nó ở trong đó, nó cứ vô đó nó ngồi thiền độc sinh thì là nó đang fasting để mà nó thành một người hai class ở cõi trời. Còn nó mà tối ngày cứ lo lăng xăng rồi đổ rác rồi dọn dẹp thế này kia mà coi cái chuyện đọc kinh là cái chuyện ồ mệt quá mất thời giờ thì nó không có khác gì. Kiếp sau nó đầu thai nó cũng vẫn dọn dẹp đổ rác clean up nhà cửa, có hiểu không? Yeah. Vừa nói vừa dạy con luôn á. Con là sướng nhất trong tất cả hội thiên ở ngay cái thánh địa đó, con biết trân trọng, có hiểu không? Nhưng mà cũng phải do mình có tác dịch chứ không phải con bảo quản thiên long cung là phụ không là mình đâu phụ muốn con về trời mà đâu muốn bảo quản cái đó đâu có gì đâu, con không làm thì cũng phải đóng người ta vô ta dọn dẹp, nhưng mà cũng muốn con về trời, con cũng là đệ tử hội thiên đúng không, nên đừng có tập cái tâm cho nó vững lại. Cái công việc nó không quan trọng bằng cái độc sinh rồi, nên bây giờ ngày mai á mà cái tờ giấy số trúng 1 tỷ đô mà con biết ngày mai con chết, mà hôm nay con vô mà thiền mà con không có cần để mà đi dò cái tờ giấy 1 tỷ đô á, con thành Phật liền. Còn cứ lăn xăng á, con nghĩ là con trúng con đi dò thì những cái số con ngày mai vừa lãnh tiền vừa chết, thì con phải cân nhắc đấy. Có người sẽ chọn cái chết chỗ tiền mà 1 tỷ mà phải không? Rồi còn bữa nay tôi vô tôi lại Phật sám hối để tôi tăng cái tuổi thọ tôi lên thêm được 5 năm. Có người đâu có nghĩ tới, tại vì họ chưa chắc, họ còn một giây phút họ sống họ cũng vẫn là cứng đầu ngoan cố. Cái ngày nào ngã bịch thì cứ ngã thôi, chúng sanh là như vậy. Còn dù phải mỗi hơi mỗi khổ đi vòng vòng để giải thích. Mà có nhiều người pick up được, nhiều người nhận thức được, mà đâu phải bao nhiêu người nhận thức được, rất là ít. Đó là lý do tại sao cái sàng lọc nó bị lọt. Trong gia đình hội thiên chúng ta cũng tương tự như vậy, họ không có nhận thức được. Muốn nhận thức được thì mình phải có bi trí dũng, phải có cái trí nhận được. Không phải cái gì thầy của mình cũng phải giải thích rõ, cũng giống như bú sữa nhiều con sẽ bị ọc đó con. Đâu phải giống như baby nó không biết là bú nó ọc đúng không? Nhiều đứa hồi thiên chứ cũng phải giải thích vậy đó. Giống như là con là đừng bú nhiều bị ọc. Cái này là sữa này là đại kháng tốt cái chia sóc. Có những cái tự mình phải nhận thức, mình phải hiểu. Rồi phải hỏi, tại vì hỏi thì mới biết cái trình độ, mà không hỏi thì đâu biết trình độ đâu. Cái nào gần với hụ nhiều là khôn nhiều lên là vậy, không gần với hụ thì cũng khôn, mà khôn chậm. Bây giờ 7:15 rồi sớm. Dạ còn sớm chứ. 15 phút nữa đi. 8:05 sư phụ mới vô đi. 7:30 vô được hả sư phụ? Dạ mấy giờ? Dạ 7:16. Dạ 7:30 đi. Dạ. Cứ định 7:30 đi. Dạ. Sư phụ nhớ, khi nào sư phụ nhớ tụi con sư phụ nhớ qua. Sư phụ qua thường xuyên nha sư phụ. Tại tụi con nhớ sư phụ. Con muốn low connect với hụ á, con phải liên lạc với nhóm tụi nó. Yeah. Rồi hụ tư ở đâu mà vui á. Yeah. Thì con kêu tụi nó pay time giống như vậy đó. Yeah. Thì có cái sự liên hệ hai bên, rồi tụi nó cũng
quan trọng như mấy con vậy đó. Dạ. Chứ đừng có để disconnect the relationship. Giờ bây giờ ở Thiên mình không có phe nào hết, chỉ có một phe là phe con trời mà. Dạ. Với cha thôi à. Không có lộn xộn như trước nữa. Chứ đứa nào hiền đó thì con có chơi với nó. Kiểu phê tham không cũng bao đứa. Trong cái phê tham nó vô được nhiều đứa. Dạ, nhiều, nhưng mà tại vì cái màn ảnh càng nhiều thì nó nhỏ lại những cái gương mặt thôi. Ờ vậy hả? Dạ. Mình nó nghe tiếng luôn được rồi. Dạ. Thì phải nói bằng cách đó đi. Cái đó thường thấy cũng vui á. Vui. Lúc mình tu yếu, tu dở, mình không có cái định lực để mà mình diệt trừ mấy cái đó, thì con phải dùng gọi là cộng lực. Cộng lực là an tâm, nó cũng là một lực nhí. Con có nhí, nhí, nhí thì cứ đi giao du chung với chị em của mình, cộng lực lại. Ví dụ như lúc mà không có người, cái bì hê của con rất là dữ, đúng không? Con có thể làm bad bì hê, tự nhiên con nghĩ là không ai biết, nhưng mà khi đông người chỗ này tự nhiên không mà chua ra, thì con cứ tập như vậy, dùng cái lực của người anh em mình, tại vì mặt hiền mà Thiên là hiền, thì cái đó cũng là một cái cách, tức là socialize thường xuyên ở trong với mấy anh chị thì cũng là tu. Còn cao siêu nữa là tự mình gọi là độc giác tu, là tự mình ngồi thiền một mình trong Thiên Long Cung, một mình đọc kinh trong Thiên Long Cung. Còn nếu mà mình cảm thấy đọc một mình mà buồn thì hai mình, mà một mình á là hay nhất đó. Tại lúc một mình trời ơi, mẹ suốt mà chỉ có giúp mình con là giúp lần hai tay hai má, còn đâm đứa mẹ chỉ khờ thì có muốn cái nào không nói thiệt vậy á, con hiểu không? Ví dụ một mình con mẹ tới mẹ giúp rồi cái hồi cái mẹ tới mẹ giúp nữa thì có mình à. Nhưng mà phải là bản lĩnh. Còn nếu mình tu yếu thì đông người thì mẹ tới mà chiều chút. Nhưng mà ta cũng cho tập trung với chị. Tâm này nó chưa có thừa nhận, nó chưa có recognize cái taste, thấy không? Chưa cái tâm nó cũng chưa có chuẩn để trong cuộc đời nó bị nhiều thất vọng. Chúng ta sanh ra đời á bất hạnh á, sẽ không có gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, gặp thiện giới thích như mình. Rồi khi ở cái tuổi này rồi, sự muốn trend nó ngược lại á, là bộ chỉ hôm nay có cơ hội ngồi mấy phút thì nói gì. Nó ở gần nó cũng hơi khuyên đó, mà khuyên nó cũng khó lắm. Rồi kéo nó vô giống như là xiềng nó lại thời gian đầu vậy. Từ từ nó mới quen. Chứ không thôi cái tâm nó cũng bắn loạn đó. Mà nhiều khi mê công việc con cũng lo vô, mà cũng cứ lo công việc cũng như sư phụ nói hồi nãy. Nhưng mà làm gì làm, giấc ngủ, ăn uống, có sức khỏe là quan trọng. Thiên tâm chúng ta trong với 12 giới luật là tam tịnh nhục, miễn sao có sức khỏe. Còn ví dụ như mà đứa nào có dư sức khỏe và tốt nữa thì ra trường để cho vừa keep cái shape mình đẹp và đồng thời thanh tịnh thêm. Chứ còn tam tinh nhục vẫn đọc kinh Lăng Nghiêm được mà. Mấy ông thầy Tây Tạng ăn gà tối ngày mà ông đặt rào có xạo đâu. Mấy ông Miến Điện với mấy ông Thái Lan á, trời ơi, ăn đồ mặn không cũng đọc Lăng Nghiêm rầm á, có sao. Không có kỵ cái đó. Chỉ là khi mình đọc mình xúc miệng thôi, chứ đừng có bị chắc quá. Dù nói cái này thì nó hơi người ta sẽ không có đồng ý, nhưng mà thiên tâm chúng ta nó có một cái cửa mở rộng để trên nửa đời nửa đạo.
nó chứ không có complete là bỏ cái đời. Con bỏ cái đời là như xe đạp, con đạp con bên nó niễn hoài làm sao? Chiếc đũa con ăn có một chiếc được không? Không có tiền làm sao tu, không có thực theo dựng được đạo. Cho nên bên nào mà không có đời á, thì họ dùng cái đạo để tạo đời. Còn chúng ta nửa đời nửa đạo, chúng ta không có có mang tội ai, không có lấy ai đồng nào. Chúng ta một đường sống, một đời cho đúng đời, một đạo đúng đạo đi về trời. Nó khác cái đó. Chúng ta không có chấp về hình tướng, ăn mặc hay là đầu óc. Chúng ta như vậy, nhưng mà cái tâm chúng ta là Phật. Là vì chúng ta biết rõ cái gì là đúng, cái gì sai, chắc tà. Còn bên kia có những người chỉ là họ dùng ở bên ngoài để họ trấn ép, bịt miệng những cái tiếng nói để nói là phạm thượng. Người phàm không được đụng tới áo gì, áo này không được đụng áo vàng này. Có những cái đó để cho họ làm cái bình phong để làm những cái chuyện không đúng. Tôi không có vậy, tôi chấp tất cả mọi người, tôi nói cho tôi làm sai cái gì cũng xem thù, cũng không có lấy ai đồng nào. Chỉ đi độ chúng sanh, không có cầu báo. Dạy kỹ luôn á, còn không có chịu làm đúng nữa. Còn mấy ông thầy cũng giống như ca sĩ thôi, lên nó phúc hết 2 tiếng rồi xong cứ lấy tiền xong rồi đi chỗ khác, cứ thế mà làm. Mà ông đâu có biết là Phật tử cái trình độ kiểu nào. Họ thiên mấy con ấy sư phụ nhìn biết đứa nào trình độ kiểu nào, sư phụ nâng cái trình độ lên. Đó mới là tu học thôi không. Còn ngồi nói chuyện mấy con nghe sắm rồi cái ra Phật kinh, cái ngày mai chạy lên chùa kia ông bác nói chuyện. Cứ thế thì mấy con học được cái gì vậy? Còn đang họ thiên mà cứ chạy lập chụp nữa đó, thì dĩ nhiên là người ta xuyên tạc họ thiên này. Họ thiên chúng ta là một cái đạo mới ra đời rất là lạ, thiên đạo. Và trong khi bên kia không có thừa nhận cha mẹ của Phật, mình được thật sự cha là cha mẹ của Phật, nhưng mà người ta không thừa nhận. Thì chúng ta là một cái minority với số lượng thiểu số ít, thì con vị đại đa số họ về Phật. Thì những Phật tử là mấy con gà, mà con thấy đàn gà trong chuồng không, thấy con đó mà chạy là tự nhiên cái ống nó chạy theo hù vậy đó. Con nghĩ là đúng hay sai? Rồi chạy vô, con coi mấy cái gì đó, chạy vô miệng mấy con rắn không à. Còn trong khi là mình bỏ thiên tự nhiên, mấy con phải tự biết. Không bao giờ số lượng đông là đúng, đa số sự lượng đông là không đúng. Bởi vì lúc bao nhiêu chuyện trên đời hay chuyện trong đạo cũng vậy, tự phải có cái bi trí dũng, phải có cái trí huệ mới biết nhìn cái sự việc của mình đúng sai là do mình nhận xét. Phụ nói cái gì mấy con cũng đừng có tin, coi sư phụ làm gì, coi nghiên cứu rồi đúng hay không. Không có hiểu không? Có những cái thù đâu cần nó. Giờ thù chặt đứa này đứa kia suy nghĩ gì thù biết không? Nhưng mà có một cái bất di bất dịch, đó là thù đã là Phật trên trời rồi. Thù là con của cha, là Phật, của người lập đạo. Thì nên nhớ một người mà được hội đồng chư Phật cả ngàn Phật ở trên, cả cha có mẹ mà chấm thù xuống đây nhiều thôi, mấy con chỉ biết nhiều thôi. Ngoài ra mấy con là đã đi đúng. Những gì thầy ở ngoài kia, những gì này những kia là gì, sư phụ là ai thì có bao nhiêu người glorify trên thế giới này, có cả trăm cả triệu mấy ông thầy cao tăng ngồi thiền, và bao nhiêu linh căn mà mỗi lần sư phụ gặp là họ quỳ họ lại. Rồi đó chưa đủ, còn bảy trong hào quang coi như mắt mấy con không thấy đi, mấy con ngồi gần mấy con cũng cảm nhận đúng không? Bây giờ mấy con ngồi gần với một người lạ một tí mà con cũng ê đích, ngồi gần với hữu hoại mấy con cũng không đói, cũng không có muốn gì đúng không? Là cái energy của người ta. Nhưng mấy con đâu thấy, nhưng mà có nhiều người cảm nhận được nhưng mà không có thấy được sao? Ngủ đêm có 2-3 tiếng cũng không mà.
anh cảm nhận được đó sư phụ. Ok, 7 giờ nữa chơi không có đi vô dạ, nha. 3 phút nữa sư. 3 phút nữa trâu. Nó 7 giờ rưỡi giờ 7 giờ 27 nó còn muốn sư phụ ngồi thêm 3 phút nữa. Chờ 23 phút. Cảm ơn.